Cách tính số bậc cầu thang theo quy luật sinh lão bệnh tử. Theo quy luật sinh lão bệnh tử, số bậc cầu thang rơi vào cung sinh được đánh giá là tốt nhất. Bậc 1 là bậc sinh, 2 là bậc lão, 3 là bậc bệnh, 4 là bậc tử, 5 là bậc sinh và tiếp tục tính như vậy tiếp cho những bậc sau. Công thức tính số bậc cầu thang theo quy luật sinh lão bệnh tử là: số bậc bằng 4xn cộng 1, trong đó n là viết tắt số chu kỳ tính. Kết quả bậc cầu thang sẽ rơi vào cung sinh sẽ đem đến thuận lợi, tốt đẹp và may mắn cho gia chủ. Cách tính số bậc cầu thang theo chiều cao tầng. Chiều cao tầng là khoảng cách giữa sàn nhà tầng dưới lên sàn nhà tầng trên. Thông thường chiều cao tầng là 3-3,6m và chiều cao bậc thang là 15-18cm. Số bậc bằng chiều cao tầng, chiều cao bậc thang. Trên đây là những thông tin về cách tính số bậc.